dance DJ. Hello các bạn, mình vừa mới làm xong thanh kiếm và bây giờ mình sẽ test nó. Đây, đố các bạn đây là thanh gì? Đây là một thanh kiếm của Leona trong Liên Minh Huyền Thoại. Tại hồi bữa mình làm cái cây revenge mà mấy bạn comment toàn là kêu cây
của Leona, nên hôm nay mình quyết định mình làm cây Leona luôn. Và bây giờ mình sẽ test nó. Bây giờ mình sẽ tăng độ khó lên là đung đưa trái thanh long rồi chém. Ok. Mà mình chém ở đây chứ. Chém trúng 3 trái và xịt 1 trái. Cầm khá là đã. Và mình đang làm cái khiên. Mình đang làm cái khiên của nó. Và đây là cây của Raven màu xanh trong trang phục hồng kiếm. Đây là cây của Leona nha. Hai cây khác nhau nha mấy bạn. Nhiều bạn ngay vô comment là cây này là của Raven, không phải của Leona. Đây, đây mới thực sự là cây của Leona đây. Và mình đang làm cái khiên cho nó. Video sắp tới mình sẽ up. Ok. Xin chào tất cả các bạn. Nếu các bạn đã xem tới đây thì hãy like, subscribe và chia sẻ clip của mình tới nhiều người hơn. Và mình sẽ có clip làm tặng những thanh này cho các bạn may mắn. Ok. Chào tạm biệt. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.